cuồng đao khách. Sư huynh của người ôm đùi của Thiên Dương, ngươi lại không được trò trống gì, tìm một quỷ đoán mệnh mà đi theo, mắt nhìn của ngươi cũng quá tệ rồi. Để mặt sư huynh của ngươi, bọn ta có thể không động vào ngươi. Mau rời khỏi đây đi. Công tử, tình hình hiện nay quả thiệt đã tới khắc sinh tử rồi. Cảnh tượng nhỏ. Lần này ngay cả cuồng đao khách cũng chọn rời đi, đây cũng là hết cách rồi. Dù sao Lục Trầm cũng sắp đoán rồi. Như vậy mới đúng, các ngươi làm tay sai, cần phải thức thời. Đi theo đến Lục Trầm này, ngươi chỉ có một con đường chết. Cái gì? Ngươi? Cái tên này diễn tới mức ngay cả chúng ta cũng tin nữa. Tuy bọn ta là tay sai, nhưng cũng nói chữ tính, dám động vào công tử nhà ta, ta giết các ngươi. Công tử, chúng ta liều với bọn họ đi. Được lắm. Tốt, là ngươi không biết thức thời, vậy thì đừng trách bọn ta. Các ngươi đi trước đi. Thần nữ, ngươi muốn giúp hắn sao? Không sai, nếu ta gặp gì bất trắc, Chấn Thiên Tông dựa vào các ngươi, nhất định phải bảo vệ tông môn. Thần nữ, quá mạo hiểm rồi. Ta muốn cược một ván. Ta cược Lục Trầm không đơn giản như vậy, hắn sẽ trở thành người thắng cuối cùng. Nghĩ tới đối thủ của hắn, chuyện này căn bản là không thể. Đừng nói nữa, các người mau rời khỏi đây trước đi. Tên rác rưởi như ngươi cũng xứng ra mặt thay cho người khác sao? Bây giờ ta giết ngươi. Lại một kẻ tới tặng mạng sao? Không tha cho ai hết. Bảo vệ thần nữ. Các người. Thần nữ, bọn ta cược cùng với người. Lục Trầm, ngươi biết rõ Bạch Mộng Chu là người trong lòng của bạn Thánh Tử, còn dám gần gũi với Bạch Mộng Chu. Bạn Thánh Tử đặc biệt từ Thiên Nguyên Thánh Địa mang tới bán đế binh, tiễn ngươi về Tây Thiên. Cẩn thận, Thiên Nguyên Bảo Đỉnh có thể đánh thẳng thần hồn. Lục Trầm, ở Thịnh Hộ Lan Chi, ngươi quá cuồng vọng. Hôm nay bản thần tử cũng thỉnh tới Tam Bảo Lô, tiễn ngươi lên đường. Chặn lại. Không được, uy lực của đế binh căn bản không chặn được. Xong đời rồi, xong đời rồi. Đế binh này quá mạnh. Chết giữa đế binh là vinh hạnh của các ngươi. Quậy đủ chưa? Đi. Uy áp biến mất rồi. Thần tử, chúng ta cùng nhau giết Lục Trầm đi. Những người khác đi giết đám người cuồng đao khách đi. Rõ. Giết khôn. Nhãi ranh Lục Trầm, ngươi hồn phi phách tán vẫn không đủ, ta còn muốn ngũ mã phanh thây ngươi. Cái gì? Thánh tử? Công tử không sao. Cùng nhau giết đi. Tên Lục Trầm này quá tà môn đồ. Thiên Ngự Thần Tử, cùng nhau giết hắn, nếu không hậu họa khó lường. Được. Tam Bảo Lô, Hỏa Nguyên công kích. Ta không tin, dưới ngọn lửa của bán đế binh Tam Bảo Lô, ngươi còn có thể không sao. Như ngươi mong muốn nha. Cái gì? Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.